Mời quý chị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý chị và các bạn, hôm qua ngày 12 tháng 12, đợt diễn tập huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gọi tắt là diễn tập ND30, bước sang ngày làm việc thứ hai. Ban chỉ đạo diễn tập đã tổ chức thực hành diễn tập huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải. Tình huống giả định của phần thực binh là trước tình hình nước ngoài mưu toan đặt giàn khoan trong vùng biển nước ta để xâm chiếm chủ quyền, quyền chủ quyền Việt Nam, đồn biên phòng Gành Hào đã phát đi thông báo kêu gọi tàu thuyền của ngư dân Việt Nam đang hoạt động đánh bắt trên biển chờ bờ nhận nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân thị trấn Gành Hào thực hành quy động tiếp nhận, cơ động tàu thuyền, phương tiện dân sự, bàn giao cho huyện Đông Hải. Sau đó, huyện bàn giao cho tỉnh và tỉnh bàn giao 15 tàu, 135 người cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 để đấu tranh trực tiếp với tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, buộc tàu nước ngoài rút khỏi vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế nước ta. Trong bài phát biểu chào mừng ngư dân đấu tranh thắng lợi trở về và cũng là lời bế mạc diễn tập Nghị định 30, đồng chí Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: các lực lượng và ngư dân đã dũng cảm, không ngại khó khăn gian khổ, bất chấp nguy hiểm đấu tranh, thể hiện truyền thống yêu nước, kiên cường của nhân dân quê hương Bạc Liêu anh hùng. Chiều qua, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ bế giảng trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ tập trung khóa 22, có 43 trên 44 học viên được cấp giấy chứng nhận cuối khóa học. Sau thời gian học hơn 9 tháng, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản, về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, giúp học viên nắm rõ hơn đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, các học viên còn được tiếp thu những kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Trên cơ sở đó giúp người học nâng cao nhận thức, củng cố lập trường giai cấp công nhân và lòng tin con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, vai trò gương mẫu của người cán bộ đảng viên trong công tác cũng như trong cuộc sống. Tại huyện Phước Long, ông Trần Văn Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện, vừa có buổi kiểm tra các bước chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện lần thứ 5 năm 2017. Qua kiểm tra, ông Trần Văn Ân đề nghị Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tích cực phối hợp với các cơ quan hành chính sự nghiệp của huyện và các xã thị trấn, chuẩn bị tốt nội dung chương trình đồng diễn biểu dương tinh thần các đơn vị tham gia Đại hội Thể dục Thể thao, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền mục đích ý nghĩa của Đại hội Thể dục Thể thao, nhất là tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, pano áp phích băng gôn, cổ động đường dài để nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phước Long lần thứ 5 năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 với 9 môn thi đấu, gồm bóng đá mini nam, nữ, bóng chuyền nam, điền kinh, kéo co, cờ tướng, quần vợt, đẩy gậy và bi-a. Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao lần này nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong huyện về lợi ích, tầm quan trọng của thể dục thể thao đối với việc nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần nâng cao tầm vóc của con người Việt Nam, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho cán bộ và nhân dân trong huyện trước thềm năm mới Mậu Tuất năm 2018. Thị đoàn Giá Trai kết hợp đoàn y bác sĩ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 200 bệnh nhân thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, với tổng trị giá tiền thuốc cấp phát 16 triệu đồng. Tại đây, bà con được đội ngũ y bác sĩ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tiến hành đo huyết áp, khám phát hiện bệnh để cho thuốc điều trị hiệu quả. Đối với những bệnh nhân mắc các chứng bệnh không thể điều trị tại buổi khám, được y bác sĩ tư vấn, hướng dẫn đến các cơ sở y tế có đủ phương tiện chăm sóc và điều trị. Qua chuyến công tác về nguồn của đoàn y bác sĩ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên, tạo thêm tình đoàn kết thắt chặt với thị đoàn Giá Rai, đồng thời tạo điều kiện giúp bà con được tiếp cận dịch vụ y tế trong chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh. Khóm 4 là khu vực chuyên nuôi trồng thủy sản của phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, nhưng cả chục năm qua, cạnh các dung tôm là những vườn cây ăn trái triệu quả. Không khó để bắt gặp những vườn cây ăn trái như mít, vú sữa, mãng cầu được trồng trên bờ dung tôm, sau nhà hay cạnh các con rạch ở đây. Mặc dù là dùng đất mặn, nhưng cây vẫn phát triển tốt, cho trái sai.
Khi con tôm đang bấp bênh, có gia đình chẳng thu được gì, thì những vườn cây ăn trái này lại là cứu cánh cho một số người dân ở khóm 4 có được nguồn thu nhập hàng ngày. Tuy số tiền có được từ bán trái cây không nhiều, nhưng cũng góp phần trang trải cho chi phí của nhiều gia đình ở đây, nơi từng là khóm nghèo nhất của Hộ Phòng. Để góp phần tăng thu nhập cho người dân, đa dạng hóa các giống cây ăn trái được trồng ở khu vực này, phường Hộ Phòng đã và đang thực hiện một số dự án để hỗ trợ người dân khóm 4 trong việc phát triển vườn cây ăn trái của mình. Là một trong 4 ấp được huyện Phước Long chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020. Để góp phần sớm hoàn thành lộ trình đề ra, ấp Phước Hai xã Vĩnh Phú Tây đang tranh thủ mọi nguồn lực, quyết tâm đến cuối năm không còn tình trạng nhà ở lụp sụp nhằm tạo điều kiện cho người dân nâng cao mức sống. Là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong ấp Phước Hai, anh Lê Văn Lẩm được chính quyền địa phương xét hỗ trợ nguồn vốn xây dựng lại căn nhà mới thay cho căn nhà lá lụp sụp. Qua gần một tháng khởi công xây dựng, đến nay căn nhà của gia đình anh Lẩm đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Tổng chi phí đầu tư cho căn nhà trên 50 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện xét cho vay với lãi suất ưu đãi 25 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng, phần còn lại vận động người thân đóng góp thêm. Qua nhiều năm sống trong căn nhà lá lụp sụp, nay gia đình anh Lẩm rất phấn khởi vì sắp có được căn nhà mới ấm áp. Hoàn cảnh tôi khó khăn như là không có lên được cái nhà này. Nhưng mà tôi nhờ mà nhà nước hỗ trợ rồi bà con mà anh em cho mượn mới lên căn nhà được gì. Gia đình anh Nguyễn Văn Khuyên cũng là một trong những hộ nghèo không đất sản xuất. Căn nhà lá siêu dẹo lụp sụp đã nhiều năm nhưng chẳng có điều kiện để xây dựng lại. Vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu trước hụt sau nên gia đình anh phải đóng cửa nhà, rời khỏi quê hương lên tận thành phố Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống. Với mong muốn dành dụm số vốn trở về quê sửa chữa lại căn nhà, gây dựng lại cuộc sống nơi quê nhà. Khi được chính quyền địa phương xét hỗ trợ vốn xây dựng nhà, gia đình anh rất phấn khởi và sắp xếp công việc trở về quê để xây dựng lại nhà, chuẩn bị đón mừng xuân mới. Nhà nước này thấy nhà siêu dẻo hết trơn rồi mới cho, mới xương dây mới vốn, cất nhà rồi đi làm có được 10 triệu mấy triệu thêm vô làm cho em Út nó cũng tiếp. Phần lớn những hộ nghèo nhà ở lụp sụp đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đất sản xuất, nhà đông con, bệnh tật, cuộc sống chủ yếu làm thuê. Xác định nguyên nhân dẫn đến khó khăn về nhà ở, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, ấp Phước Hai đã tiến hành tổ chức họp dân bình xét, sau đó hỗ trợ vốn xây dựng nhà cho những hộ nghèo có nhu cầu bức xúc về nhà ở. Với quyết tâm từ nay đến cuối năm 2017, không còn hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn phải sống trong căn nhà lụp sụp. Qua thì khảo sát trên địa bàn thì ấp mình đã cất được 21 căn, thì quyết tâm là đây tới Tết để đưa vào sử dụng. Xóa triệt để nhà ở lụp sụp cho người dân trong ấp Phước Hai là chủ trương nhất quán của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Phước Long. Bởi khi có nơi ăn chốn ở ổn định, hộ nghèo càng có thêm niềm tin và nghị lực để an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, sớm vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần cho ấp Phước Hai sớm thực hiện hoàn thành lộ trình xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020 và là một trong 4 ấp trong huyện được chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện mục tiêu này. Hôm qua, trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Bạc Liêu tiếp tục khởi tranh môn quần vợt và bi sắt. Môn bi sắt diễn ra với 4 nội dung, đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. Có 23 vận động viên đến từ các phường xã, cơ quan ban ngành đoàn thể trong thành phố đua nhau tranh tài. Cũng trong thời gian trên đã diễn ra giải quần vợt quy tụ 20 vận động viên thi đấu với 2 nội dung, đôi nam và đơn nam. Thưa quý vị và các bạn, trong một bước đi nhằm ngăn chặn nợ chính phủ giảm mức trần cho phép, ngày 11 tháng 12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tạm ngừng cấp tài chính cho 2 quỹ hưu trí của công chức liên bang. Biện pháp này là một phần của nỗ lực nhằm tránh nguy cơ dở nợ cho đến khi Quốc hội Mỹ nâng trần nợ từ mức hiện tại hơn 20.000 tỷ đô la Mỹ. Trong thư gửi với lãnh đạo Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã yêu cầu cơ quan lập pháp này nhanh chóng nâng mức trần nợ công càng sớm càng tốt để bảo vệ uy tín và lòng tin vào nước Mỹ, cũng như tránh các hậu quả kinh tế khác. Hồi tuần trước, Bộ Tài chính cho biết sẽ phải bắt đầu triển khai các biện pháp can thiệp cứng rắn để tránh nguy cơ dở nợ, bao gồm việc ngừng chi trả cho các quỹ hưu trí cho đến khi Quốc hội hành động. Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách Mỹ tăng cao trong năm tài khoá 2017, chính phủ liên bang không còn sự lựa chọn ngoài việc vay mượn để chi trả cho các hoạt động của chính phủ, bao gồm việc trả lương cho nhân viên, trợ cấp hưu trí, chi tiêu xã hội và các khoản phí khác.
Hồi tháng 9 vừa qua, nợ công của Mỹ đã chính thức vượt qua mức 20.000 tỷ đô la Mỹ, chỉ ít ngày sau khi Nhà Trắng cho phép Bộ Tài chính được dây thêm tiền để dùng cho hoạt động của chính phủ. Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích việc Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, gọi đây là hành động chống Bình Nhưỡng. Báo Jodan Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 12 tháng 12 nói rằng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vẫn kiên trì theo đuổi chính sách ủng hộ Mỹ, cùng Mỹ thực thi các hành động chống Triều Tiên. Bình Nhưỡng đưa ra tuyên bố trên sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận chung trong 2 ngày về theo dõi phát hiện tên lửa tại vùng biển gần bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Đây là cuộc diễn tập lần thứ 6 giữa ba nước về chống tên lửa sau hai cuộc diễn tập trong năm 2016 và ba cuộc diễn tập hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, đây là cuộc tập trận đầu tiên giữa ba quốc gia này kể từ khi Triều Tiên phóng thử tên lửa qua sông 15 mới đây. Tham gia cuộc tập trận có tàu khu trục Aegis Jeongryeom của Hàn Quốc, hai tàu khu trục Aegis của Mỹ là Statham và Decatur, cùng tàu khu trục Aegis Chukai của Nhật Bản. Các tàu chiến đã diễn tập các tình huống giả định trên máy tính, phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo của Triều Tiên thông qua radar và chia sẻ các thông tin tình báo liên quan. Nội dung diễn tập không bao gồm phá hủy tên lửa bị phát hiện. Cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh các chuyên gia Hàn Quốc vừa cho biết đã phát hiện một số dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành các hành động khiêu khích như tiến hành thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới mang tên Quốc Quân Song 3. Hôm qua, các lực lượng của Hàn Quốc đã tiến hành diễn tập các nội dung nhằm chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh cho Đại hội Thể dục Thể thao Olympic mùa đông sẽ diễn ra tại thành phố Pyeongchang vào tháng 2 năm 2018. Theo thông báo, các lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa đã tham gia vào các cuộc diễn tập được tổ chức trước sân vận động Olympic ở thành phố Pyeongchang, nơi sẽ diễn ra các hoạt động thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao mùa đông trong tháng 2 năm 2018. Các cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực ứng phó của lực lượng an ninh Hàn Quốc trong nhiều tình huống xảy ra các vụ tấn công khủng bố như bắt cóc con tin, lao xe vào sân vận động hay đánh bom bằng thiết bị bay không người lái. Vấn đề đảm bảo an ninh cho Đại hội Thể thao Olympic được đặc biệt chú trọng trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên tục leo thang trong thời gian gần đây, liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Ban tổ chức Olympic tại Pyeongchang cũng đã thuê một công ty an ninh mạng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào sự kiện quốc tế này. Đại hội Thể thao Olympic mùa đông Pyeongchang sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 2 năm 2018. Hàn Quốc đang hy vọng Triều Tiên sẽ tham gia sự kiện này, coi đây là cơ hội xoa dịu căng thẳng kéo dài trên bán đảo Triều Tiên trong suốt nhiều tháng qua. Ngày 12 tháng 12, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Hozhak, tỉnh Kerman, tây nam nước này, khiến 18 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị sập. Như vậy, đây là trận động đất thứ hai có cường độ trên 6 độ Richter được ghi nhận tại Iran trong 2 ngày qua. Trung tâm địa chấn Iran cho biết, trận động đất xảy ra vào hồi 12 giờ 13 phút giờ địa phương, tức 15 giờ 43 theo giờ Việt Nam, với tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km. Trong khi đó, Trung tâm khảo sát địa chất Mỹ thì cho biết trận động đất này mạnh 6,1 độ Richter với tầm chấn sâu 57 km kèm theo nhiều dư chấn nhỏ hơn sau đó. Sau động đất, nhiều người đã sợ hãi chạy ra khỏi nhà và các trung tâm thương mại, gây ra tình trạng hỗn loạn. Một số nơi đã bị mất điện và nước, các trường học đã phải đóng cửa. Trước đó một ngày, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Kermanshah, miền Tây Iran, giáp với Iraq, gây ra tình trạng hỗn loạn, song chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại. Trận động đất này xảy ra vào thời điểm bắt đầu mùa lạnh và đúng một tháng sau một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter tại đây, làm 620 người thiệt mạng, hơn 12.000 người bị thương và hàng ngàn người mất nhà cửa. Iran nằm trên nền địa chất bất ổn, thường xuyên xảy ra động đất. Năm 1990, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter cũng đã xảy ra gần biển Caspi, miền bắc Iran, khiến 40.000 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người bị thương, trong khi gần 500.000 người mất nhà cửa. Chỉ trong vòng vài giây, trận động đất đã tàn phá hàng chục thị trấn và gần 2.000 làng mạc. Đến năm 2003, một trận động đất thảm khốc khác ở thành phố Bam cũng đã cướp đi 31.000 sinh mạng, san phẳng gần như toàn bộ thành phố. Một vụ nổ trạm khí đốt đã xảy ra hôm qua 12 tháng 12 tại Baumgarten, cách thủ đô Vienna của Áo khoảng 60 km về phía đông. Vụ nổ đã khiến một người thiệt mạng và 21 người khác bị thương, đồng thời buộc nước láng giềng Italy phải ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng. Truyền thông Áo đưa tin, vụ nổ xảy ra vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 12 tháng 12 giờ địa phương, tức 12 giờ 45 phút cùng ngày theo giờ Hà Nội, sau một trận hỏa hoạn. Khu vực xảy ra vụ nổ là điểm tiếp nhận và phân phối khí đốt lớn nhất Áo,
tập trung các đường ống nhiên liệu nhập khẩu từ Nga, Na Uy và nhiều nước khác. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc với giả thuyết ban đầu là do lỗi kỹ thuật. Vụ nổ cũng buộc Italy phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong ngành khí đốt do các nguồn cung cấp bị gián đoạn. Trong thông báo mới đưa ra, chính phủ Italy nêu rõ, từ sáng 12 tháng 12, nguồn cung khí đốt từ Nga sang nước này đã bị gián đoạn tại Áo sau vụ nổ trạm nhiên liệu tại Baumgarten. Gần 7.000 tấn sữa của tập đoàn sữa hàng đầu của Pháp Lactalis sẽ bị thu hồi tại các thị trường trên toàn thế giới do lo ngại sản phẩm bị nhiễm vi khuẩn Salmonella sau 26 trường hợp trẻ mắc bệnh tại Pháp. Lệnh thu hồi do chính tập đoàn Lactalis và giới chức y tế Pháp đưa ra đối với nhiều thị trường bao gồm Anh, Pakistan, Trung Quốc và Sudan. Thông báo này được đưa ra sau khi tại Pháp xảy ra vụ việc có hơn 20 trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm bệnh hồi đầu tháng. Các triệu chứng bao gồm tiêu chảy nặng, đau bụng, buồn nôn và đau sốt. Theo chẩn đoán, đây là các triệu chứng nhiễm khuẩn Salmonella gây ra bởi một loại vi khuẩn đường ruột truyền từ gia súc. Hiện chưa có báo cáo về trường hợp nhiễm khuẩn dẫn đến tử vong và hiện cũng chưa có báo cáo nào về trường hợp nhiễm Salmonella tại nước ngoài. Tập đoàn Lactalis của Pháp đứng thứ hai thế giới về ngành công nghiệp sữa, đứng đầu châu Âu về sữa và phô mai với nhiều nhãn hiệu sữa nổi tiếng như sữa Celia, Bicot, Bresiden. Bệnh nhiễm vi khuẩn Salmonella là một bệnh viêm do một nhóm vi khuẩn gọi là Salmonella gây ra. Vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân thường gây ra bệnh tiêu chảy nhưng cũng có thể nhiễm bệnh đến các bộ phần khác của cơ thể, bao gồm máu, xương và khớp xương. Bản tin thời sự của Đài Truyền hình Bạc Liêu đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.